lên sóng. Không biết các bạn đã biết cái trang Humble Bundle không, mà còn nhiều trang nữa họ hay bán cái tổng hợp gói game giá rẻ. À, ví dụ như đây, bạn chỉ cần bỏ ra $1 là bạn có thể sở hữu game Outlast với giá $19 ở trên Steam, kèm theo hai game linh tinh nữa. Game Never Alone này mình thấy khá hay, mới xem review thôi, còn game còn lại thì không biết, các bạn có thể dùng làm giveaway. Đúng không? Chủ yếu chính của chúng ta sẽ là game áo lắm này. Các bạn sẽ mua nó với giá $1, tương đương với tầm khoảng 22-23.000 gì đấy. Đây, Buy What You Want này, nó sẽ hiện bạn xuống dẫn tận dưới cùng về Custom Amount $1. Đã xong rồi. Nếu mà bạn định mua cho ai đó, à, cái này mình nghĩ cũng không cần thiết, tại vì lúc mà các bạn vào, lúc mà các bạn mua được rồi ấy, thì key nó sẽ ở trong account của các bạn. Đây, nhấn vào đây. À, cái này thì tốt nhất các bạn đừng có sử dụng, tại vì mình dùng mẹ rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề chính. Đó, các bạn phải mua, chỉ có thể mua được bằng card. Cái này như kiểu Visa ấy, mua bằng Visa hoặc là PayPal hoặc là Amazon thì mình không biết, là hoặc Bitcoin. Mình nghĩ căn thường thì mình hay mua bằng cái card ở đây, nhưng mà thẻ của mình hết mẹ tiền rồi. Đây là đợt vừa rồi mình đã mua bằng Bitcoin. Bitcoin mình còn có $1 hay $2 gì đấy, mình mua nốt. Chủ yếu là hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là cái game Outlast này, các bạn sẽ được sử dụng nó với giá $1. Và nếu mà các bạn thấy một trader nào đó bán game rẻ, game Outlast này với giá tầm khoảng $10 hay là $5 thì họ vẫn đang lời đấy. Tại vì từ bây giờ trong vòng 13 ngày tới, game này sẽ mua chỉ có $1 thôi. Kết thúc.